Mới đây, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ập vào kiểm tra một xưởng rộng trên 200m2 nằm sâu trong rừng tràm ở thôn Suối Bang, xã Thắng Hải và thu giữ khoảng 11.000 lít dầu nhớt tái chế. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nơi đây là một xưởng chuyên nấu tái chế nhớt thải trái phép do 4 người vận hành. Lực lượng công an phát hiện tại xưởng có khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không có nhãn mát, Ngoài ra tại xưởng còn có khoảng 4.000 lít nhất thải được chứa trong các thùng nhựa với thể tích 1 mét khối một thùng, 10 thùng phi chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế. Ông PTG, 48 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, là người chịu trách nhiệm điều hành tại đây. Ông khai nhận bản thân cũng là người làm thuê, được một người không rõ địa chỉ nơi ở, tên thường gọi là Bảy và cũng không có mặt tại nơi đây, thuê sản xuất trông coi cơ sở, giữa hai người liên lạc chỉ đạo qua điện thoại khi cần thì cho xe đến chở dầu nhớt thành phẩm đi tiêu thụ quy trình tái chế nhất thải trái phép này bằng phương pháp thủ công lộ thiên qua đun nấu kết hợp với pha chế hóa chất độc hại đã thải ra một lượng lớn mùi hôi và khói độc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sau khi tách ra lượng lớn dầu nhất thành phẩm thì còn tồn tại lại một lượng nhỏ chất cặn bã ở dạng rắn gần như rất khó hòa tan chất cặn bã này có khả năng sẽ đem chôn vào đất. Riêng lượng dầu nhất thành phẩm sẽ cho vào bình và dán nhãn mát giả để bán ra thị trường. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, địa phương từng phát hiện nhiều xưởng tái chế dầu nhất tương tự ở các huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân.